cực nóng. Máy xay tỏi, ớt, hành xay, thịt mini cầm tay, sạc pin, không dây tự động, tiện lợi. Máy xay tỏi, ớt, hành và thịt mini cầm tay là công cụ bếp tiện lợi với thiết kế nhỏ gọn. Sạc pin không dây giúp tiết kiệm thời gian và tiện lợi. Xay nhuyễn các nguyên liệu một cách nhanh chóng và dễ dàng, giúp bạn chuẩn bị thực phẩm một cách hiệu quả. Tuyệt đỉnh Giá đỡ điện thoại xoay 360, độ mới, để thép chắc chắn, thiết kế đẹp. Có silicon đế. Giá đỡ điện thoại xoay 360 độ với đế thép chắc chắn và silicon chống trượt giữ điện thoại vững chắc. Thiết kế nhỏ gọn và dễ sử dụng, cho phép điều chỉnh góc nhìn linh hoạt. Phù hợp với mọi loại điện thoại và dễ dàng mang theo khi di chuyển. Rượu kỳ. Máy xay tỏi ớt hành mini, tích điện thế hệ mới thể tích 250ml, đa năng và tiện lợi. Máy xay tỏi Hành mini tích điện thế hệ mới với thể tích 250ml là lựa chọn hoàn hảo cho bếp nhà bạn. Thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi, giúp bạn xay nhuyễn các loại nguyên liệu một cách nhanh chóng. Sử dụng pin tích điện, không cần dùng nguồn điện trực tiếp, tiết kiệm và dễ dàng sử dụng cho trải nghiệm nấu ăn đơn giản và hiệu quả. Tốt quá. Giá đỡ điện thoại xoay 360 độ mới, đế thép chắc chắn, thiết kế đẹp, có silicon đế. Giá đỡ điện thoại xoay 360 độ mới với đế thép và silicon chống trượt, đảm bảo ổn định. Thiết kế nhỏ gọn, đẹp mắt và dễ sử dụng. Vật chất sợi carbon ABS đảm bảo độ bền và chịu lực tốt. Phụ kiện không thể thiếu cho người dùng điện thoại di động.